Đồ Cũ Châu, Mr. Tâm xin kính chào các bác. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu các bác 4 chiếc đồng hồ đại bàng thuộc những dòng Uply lên dây chạy 400 ngàn. Tức là một lần lên dây nó sẽ hoạt động được hơn 1 năm. Và những chiếc đồng hồ này thì được sản xuất năm 1960-1970, được sản xuất tại Đức. Trong bộ 4 chiếc đồng hồ này thì sẽ bao gồm là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Ken, sổ cho mình phần ngoại thất với tông màu đen huyền bí cực kỳ sang trọng, những hoa văn chi tiết sặc sỡ. Mẫu thứ hai là mẫu đến từ thương hiệu Kundo, mẫu này đặc biệt sổ cho mình phần mặt số được làm bằng chất liệu xà cừ, rất là hiếm gặp các bác. Và mẫu thứ ba đến từ thương hiệu Koma, bởi chiếc đồng hồ này sổ cho mình phần mặt số với 12 chữ số hạt đây, rất là giá trị. Và mẫu cuối cùng là mẫu đến từ thương hiệu Schaeffler thuộc dòng Engine Anniversary, dòng Uply lên dây chạy 400 ngày cao cấp. Và cả 4 chiếc đồng hồ này đều sổ cho mình những vẻ đẹp, những nét đặc điểm, những sang trọng riêng. Và bây giờ thì em sẽ vào phần chi tiết của từng mẫu. Mẫu đầu tiên là mẫu đến từ thương hiệu Ken. Mẫu này thì với kích thước tổng thể với chiều cao là 21,5 cm. Về móc chiếc đồng hồ sổ mình bộ máy chính hãng Ken, hoạt động bằng quả lắc, chạy 400 ngày lên dây một lần và hoạt động dựa trên cơ chế sợi dây tóc thẳng. Chiếc đồng hồ này sẽ sở hữu cho mình phần mặt số cho những chữ số 3, 6, 9, 12, được thể hiện qua chữ số học trò được mạ vàng, và những chữ số còn lại đây sẽ được thể hiện những đường gạch được mạ vàng rất là sang trọng. Mặt số được tạo điểm nhấn với những hoa hồng đây, rất là đẹp. Kim là kim đồng đây. Hai thước cột gác mái được trang bị là hai thước cột cùng với tông màu nền là màu đen, cùng với những hoa văn chi tiết sặc sỡ. Phần đế đây các bác, rất là đẹp, rất là sang trọng, và giữa tông màu đen và những hoa văn sặc sỡ kết hợp với đó là phần mạ vàng này của chất liệu đồng. Và chiếc đồng hồ này vì phía sau sẽ có một cái chìu, các bác sẽ có một cái khóa để các bác khóa phần Uply này lại. Và chiếc đồng hồ Ken ở vị trí đầu tiên ở cửa hàng chúng em đang được bán với mức giá là 2.700.000. Và mẫu thứ hai là mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Kundo, sổ cho mình phần mặt số là mặt số được làm bằng chất liệu xà cừ. Chiếc đồng hồ này với kích thước tổng thể với chiều cao là 22,5 cm, sổ cho mình là phần mặt số tròn với 12 chữ số la mã nổi bật trên nền xà cừ, rất là đẹp, được sản xuất tại Germany các bác, tại Đức, đây thương hiệu Kundo. Chiếc đồng hồ này sổ cho mình bộ máy chính hãng Kundo, hoạt động quả lắc, chạy 400 ngày lên dây, hoạt động bằng cơ chế sợi dây tóc thẳng các bác. Và chiếc đồng hồ này thì ở cửa hàng chúng em đang được bán với mức giá là cũng được bán mức giá là 2.700.000, đồng giá với chiếc đồng hồ Ken màu đen. Chiếc đồng hồ này sẽ sở hữu cho mình là hai thước cột gác mái, là hai thước cột trơn, phần đế được tạo hình sang trọng, những bậc tam cấp lên rất là đẹp, rất sang trọng các bác. Rất là đẹp, rất là sang trọng, đẳng cấp. Và chiếc tiếp theo đây các bác, chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Koma. Chiếc đồng hồ này thì với kích thước tổng thể với chiều cao là 25 cm, sở hữu cho mình một bộ máy chính hãng Koma, chạy 400 ngày lên dây, cũng hoạt động bằng sợi dây tóc thẳng. Và điểm sang trọng bậc nhất của chiếc đồng hồ này sẽ nằm ở phần mặt số với 12 chữ số la mã, là những chữ số hạt. Chữ số hạt ở đây là những chữ số này nó sẽ mo lên các bác. Cùng với đó là tông màu nền là tông màu trắng cực kỳ sang trọng. Dòng chữ Germany nó sẽ nằm ở ngay trên phía ngay số 6 các bác. Đây, ngay phía số 6 Germany. Đây, rất là đẹp, rất là sang trọng.
hai thước cột gác mái được trang bị là hai thước cột xoắn. Đây, phần đế làm bằng chất liệu đồng, đây được tạo tam cấp lên, rất là sang trọng, đây rất là đẹp. Và mẫu ốp ly Coma phần mặt số chữ số hạt ở cửa hàng chúng em đang được bán với mức giá là 2.800.000. Và đây các bác, và mẫu và vị trí cuối cùng là mẫu ốp ly size lớn lên dây chạy 400 ngàn, thuộc dòng ốp ly cao cấp đến từ thương hiệu Essler, thuộc dòng Enin Anniversary. Đây các bác, những chiếc đồng hồ Enin này thì nếu các bác nào mà đã có theo dõi em rồi thì chiếc đồng hồ này thì hoạt động rất là dễ dàng. Chiếc đồng hồ này thì với kích thước tổng thể với chiều cao là 30 cm, phần mặt số là mặt số khuyết long, đây với những bánh răng lộ thiên cực kỳ sang trọng, cùng với đó là tông màu mạ vàng. 12 chữ số la mã sẽ nổi bật trên nền ánh kim này các bác. Đây sẽ ống ánh lên rất là đẹp. Chiếc đồng hồ này sổ cho mình là lên đến là 4 thước cột gác mái. Đây quả lắc, đây ở phần quả lắc này các bác có thể thấy được thì 4 trái châu này nó sẽ dạ một cái ánh mạ rơm lên rất là đẹp. Đây phần đế, đây được làm bằng chất liệu đồng, rất là sáng, rất là đẹp, không bị móp méo các bác, rất là sang trọng. Và điểm đặc biệt của chiếc đồng hồ này sẽ hoạt động bằng một sợi dây tóc. Đây, sợi dây tóc này là hình lò xo các bác. Đây, dây tóc hình lò xo. Những chiếc đồng hồ này thì hoạt động rất là dễ dàng, các bác việc đặt đâu nó cũng vậy. Đây, nó sẽ dễ dàng hơn những dòng dây tóc thẳng phải canh chỉnh. Đây. Nhưng mà thật sự ra thì các bác thể biết được những chiếc đồng hồ ốp ly lên dây chạy 400 ngày cho dù là hoạt động bằng dây tóc thẳng hay là dây tóc lò xo thì đều mang được những giá trị riêng. Và với chiếc đồng hồ Enin này thì ở cửa hàng chúng em đang được bán mức giá là 5.500.000. Với cả 4 mức giá này thì ở cửa hàng chúng em sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời bảo hành 2 năm để bóc tại cửa hàng cho các bác. Và các bác nào quan tâm và muốn sổ ngay một trong 4 chiếc đồng hồ này thì liên hệ ngay số like 0909 25303 hoặc 0909 25303, hoặc bác đến ngay địa chỉ ở số 280C Phạm Thiện, phường 3, quận 8 để sẽ ship một trong 4 chiếc đồng hồ này. Và cảm ơn các bác đã xem lại những nút like với cái kênh để một ngày phát triển làm thêm nhớ xem. Cảm ơn các bác.